Xin chào các bạn. Hôm nay trong khi đi lấy cây thuốc thì mình có bắt gặp là khu vực này có một cây thuốc rất tốt các bạn. Cây thuốc mình giới thiệu với các bạn hôm nay chính là cây cải trời các bạn nhé. Đây mình quay thật gần phần thân cành lá cây cải trời để các bạn xem. Cây cải trời thì lá hình bầu dục, toàn bộ thân và lá của nó đều mang một lớp lông rất mịn các bạn. Thân của nó màu tím như này các bạn ạ. Các bạn nhớ là đừng nhầm lẫn với cả cây rau tàu bay nhé. Rất nhiều người là nhầm lẫn cây cải trời này với cả cây rau tàu bay. Cây cải trời này thì lá hình bầu dục, mép lá nó nhăn như này các bạn này, có răng cưa rất nhỏ. Trong kinh nghiệm dân gian và trong y học cổ truyền đã sử dụng cây cải trời này từ rất lâu rồi. Cây cải trời này thì chữa trị về căn bệnh bướu tuyến giáp, bướu cổ rất tốt các bạn ạ. Nếu mà nhà các bạn mà có người bị bướu tuyến giáp thì các bạn sử dụng cái cây cải trời này, các bạn mang về rửa sạch phơi khô, các bạn kết hợp với cả cây xạ đen, quả ké đầu ngựa, các bạn kết hợp ba cái vị này, cải trời một nắm, cây ké đầu ngựa, quả ké đầu ngựa một nắm và xạ đen một nắm, các bạn kiên trì sử dụng một thời gian dài thì là bướu tuyến giáp, bướu cổ sẽ tiêu hết. Khu vực này nó là bờ sông cho nên là cây cải trời nó mọc rất nhiều các bạn ạ. Mùa này thì cây con bắt đầu mọc, còn những cây già thì nó bị lụi rồi. Nhiều nơi thì còn sử dụng cây cải trời này là một món rau ăn rất tốt các bạn ạ. Thôi mình cũng xin chào tạm biệt các bạn để còn đi thu hái cây thuốc.